Dạ vâng ạ, xin chào mừng toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dê Audio. Dạ vâng, ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục làm video xin giới thiệu cho toàn thể các bác và anh em mấy chiếc lọc xì thanh lý cho các bác và anh em. Thì ngày hôm qua em làm video thì cũng có anh em và các bác đã chốt hàng rất là ok, và hàng bên em là bao test bao kia cho anh em và các bác là bao chất lượng. Thì ngày hôm nay em làm một cái video xin bày ra cho các bác là với ba chiếc lọc xì. Đấy, con này là những con Whatship này, đấy, và con ETC này, và một con Atto này. Thì những con hàng bãi xịn như thế này thì chất âm của nó rất là hay. Thì đây em còn đã test đây con này. Hàng này thì em sẽ là bao zin các bác nhá. Con này thì các bác thấy đây, em đã bao zin bao test cho các bác trước màn hình đây rồi. Thì với những tình trạng của lọc thì em cũng sẽ nói cho các bác luôn về cái tình trạng những con lọc mà nó có những bệnh như thế nào, hoặc là cái chi tiết lỗi như thế nào thì em sẽ nói luôn cho các bác. Thì về cái chi tiết của con Atto, nó là con 2U khổ lớn. Đấy, con 2U khổ lớn, bản rộng rất là ok. Và con này thì hàng sản xuất công nghệ của Mỹ, thì nó sử dụng cho các bác là với tủ của nó là tủ cắm rồi, rất là ok. Màu của nó là mặt phay màu xanh rất là đẹp, đấy, mặt nhôm phay màu xanh. Con này thì cần equalizer của các bác là nó 62 dải cần equalizer. Và đây em sẽ chỉ cho các bác là cái điểm trừ của nó đây. Thì nó sẽ gãy cho mất mấy cần này con này. Mất 1, 2, 2 cần ở bên giải bát này. Đấy, 2 cần ở giải bát cũng nhá. Đấy, 2 cần giải gãy vào đầu cần đây. Đấy con này, đầu cần này. Và đây là hai cái cần gãy đầu ngoài thì không bị sao. Con này này nó vẫn sử dụng bình thường các bác, vẫn sử dụng bình thường. Thì chất âm thì nó rất là hay rồi. Đấy, nó còn các giải trùng giải chép thì nó không bị vấn đề gì. Và cái phím để cho các bác sử dụng thì nó rất là ok, lau cắt fan và hip pad rất là ok. Đấy. Và qua lọc nó ăn ọp rất là ok các bác nhá. Thì con này thì ngày nay em làm video với ba mã combo. Ba mã combo, đây là con ETC, con ETC này thì em cũng lên sóng rồi, và ngày hôm nay cũng lên sóng lại cho các bác để anh em nào có cơ hội để anh em dùng thôi. Với con Whatship nữa. Đấy, con này thì tất cả đây là zin test cho các bác rồi. Tất cả đây cần equalizer thì đầy đủ, không gãy cần. Con ETC cũng không gãy cần. Tất cả đây là hàng zin và kiểm tra rất là ok. Thì cái nội thất của cái dòng này thì các bác cũng đã biết rồi. Thì tất cả như cái dòng đây, như con Whatship là con vỉ dán thôi. Còn tất cả như cái dòng ETC và con Atto là nó là vỉ cắm, rõ ràng cho các anh em bác rồi. Thì với sản phẩm này hôm nay em bán combo cho anh em nào mà các bác là thợ mua này, hoặc là anh nào mua lẻ thì cũng tranh thủ để anh em xem để sử dụng và sở hữu nhá. Thì con Atto này thì nếu mà anh em mua lẻ này thì em để cho các bác với giá là 1.300.000 một con này. Đấy, mua lẻ nhá các bác nhá. Còn các bác mà mua con ETC thì em cũng để giá 1.200.000 đồng. Đấy, một con ETC 2 ô khổ lớn. Và con Whatship thì với giá là 1.000.000 đồng. Đấy, đó là cái ba cái sản phẩm em độc giá. Còn anh em nào mà mua combo á, combo ba con thì em để cho các bác với giá là 2.000.000 đồng cả ba con. Đấy, 2.000.000 đồng cả ba con. Các bác nào mà về bán lại, hoặc là cho người thân dùng, hoặc là chia sẻ cho bạn bè dùng á, thì giá là 2.000.000 ba con cũng nhá. 2.000.000 ba con có hơi luôn cho các bác rồi. Đấy, có hơi luôn. Đấy, tính ra chỉ có 700.000 một con thôi các bác nhá. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì nhanh tay để đặt hàng các bác nhá. Đấy, sản phẩm này thì quá là ok. Đấy, con này thì đã bao test rồi. Đây, chất âm rất là hay. Bây giờ em sẽ thử luôn cái chất âm của con Atto cho các anh em và các bác xem này. Đấy, rất là hay luôn. Nghe rất là chuẩn. Đấy, tiếng rất là chuẩn. Đấy, tiếng của nó rất là chuẩn đấy nhá. Đấy, đây là em đã kết nối ở sau loa đây con này. Đấy. Đấy. Đấy, em đang test kết nối đằng sau đây là một được tín hiệu đầu vào là tín hiệu 6 ly này. Đấy, tín hiệu 6 ly đây, đầu nguồn vào này, tín hiệu 6 ly. Rất là ok các bác nhá. Nó thì có cả 6 ly, cả bông sen, cả Canon, thì em đang kết nối bằng tín hiệu 6 ly. Rất là ok. Đấy, còn con USA là con ETC phần trên này các bác thấy rồi. Đấy, rất là ok, tất cả là đẹp đẹp cho các bác và bao test cho các bác hết rồi. Thì con này thì anh em mua combo thì em để với giá là 2.000.000 đồng ba con các bác nhá. Đấy, anh em nào quan tâm mà muốn sở hữu thì nhanh tay nhá. Còn anh em nào mua lẻ thì con Atto thì em bán giá 1.3 triệu một con này. Con này là 1.2 triệu này, con này 1.000.000. Đấy, đó là anh em mua cả thì em để với giá là 2.000.000 đồng cả các bác nhá. Đấy, bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em xin đăng ký kênh nhá. Bao hay bao xịn nha các bác.
Bác nào mà chưa like thì ủng hộ cho em xin một like nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào toàn thể các bác.